AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ có một video mình giới thiệu cho anh em các cái lưu ý quan trọng khi mà trải nghiệm tựa game Võ Lâm Đàn Hiệp. Mình sẽ hôm nay ở trong video này mình sẽ tập trung nhiều vào việc phát triển đội hình nhé mọi người nhé. Đây là một phần rất là quan trọng khi mà các bạn chơi những con game thể tướng nói chung cũng như là tựa game Võ Lâm Nhà Hiệp nói riêng. Thì với tựa game Võ Lâm Nhà Hiệp này chúng ta sẽ xoay quanh việc xây dựng tướng, xoay quanh các cái hiệp khách dựa trên các thuộc tính là kim, thủy, hỏa, mộc, âm, dương, nguyên. Có một điểm đặc biệt ở game này đó là ở phần trận hình như các bạn đã thấy là nó sẽ cũng sẽ ghi là việc các bạn xây dựng đội hình nếu mà đưa các tướng cùng hệ ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Tuy nhiên mình cũng lưu ý luôn là ở giai đoạn ban đầu, tức là giai đoạn tân thủ cho đến giữa game, late game thì mình không nói, nhưng mà từ đầu game, tức là một lúc các bạn vào chơi cho đến phần giữa game thì các bạn chơi tướng là các bạn mix cho mình, tức là các bạn sẽ chơi theo kiểu là các bạn chơi mỗi hệ các bạn chơi một tướng cho mình. Đấy, sau này các bạn có hệ tướng hệ nguyên thì các bạn chơi full tướng hệ nguyên hoặc là full tướng hệ âm, full tướng hệ dương thì không nói. Nhưng mà ở giai đoạn đầu game và giữa game vì vấn đề tài nguyên nâng cấp, tức là game này ấy, cái phần nâng cấp tướng này đây, có sẽ có một cái phần nâng cấp tướng đây, mình sẽ chỉ cho anh em. Mình sẽ ấn vào đây thì nó lại cần, tức là khi các bạn muốn nâng cấp tướng thì các bạn sẽ cần cả các cái tướng của các hệ khác nữa, nên là chúng ta sẽ đó, các bạn sẽ tốn rất là nhiều nguyên liệu để các bạn phải chiêu mộ này rồi ghép mảnh tướng các thứ, nên là các bạn sẽ không đủ tài nguyên để có thể chơi tất cả một hệ được. Đấy, các bạn sẽ không đủ nguyên liệu để nâng cấp tất cả một hệ được. Nếu ông nào mà nạp nhiều tiền thì tôi không nói làm gì rồi, nhưng mà ở đây thì mình sẽ chơi có một cái video mình hướng dẫn cơ bản nhất dành cho tất cả mọi người, nên là mình khuyên là các bạn nên chơi mỗi tướng một hệ. Thì cái bộ tướng đầu tiên mà các bạn nên chơi như mình đây là độ tướng gọi là có thể coi là gần như là tiêu chuẩn nhất rồi, thì bao gồm có các tướng đó là Hoa Gian hệ mộc, một tướng hỗ trợ búp máu, một tướng thứ hai, một tướng phép đó là Tung Sơn, có khả năng cũng thể tanh cũng khá là tốt, thì mình sẽ chơi Tung Sơn, đây là một tướng không thể thiếu nhá. Và cái tướng Tung Sơn này cũng rất là dễ kiếm, đó là các bạn chỉ cần nạp đầu thôi, khoảng 20.000, nhưng mà sẽ có voucher thì còn giảm còn 1.000 thôi. Thì các bạn nạp đầu vào thì các bạn được luôn cái bộ tướng Tung Sơn này, được tướng Tung Sơn này, tướng hệ thủy này. Và về cơ bản ấy, cái tướng Tung Sơn này cũng quay rất là dễ ra nhá. Tức là các bạn có phần quay tướng ấy, quay rất là dễ ra. Thì các bạn chơi Hoa Gian này, hệ mộc này, Tung Sơn hệ thủy, hệ kim, tướng AD hay là tướng sát thương chính thì chúng ta sẽ có lục phiến. Đây là tướng bắt buộc phải có nhé, ba tướng này này, Hoa Gian, Tung Sơn và Lục Phiến, thì các bạn sẽ tập trung vào ba tướng này cho mình. Còn lại hai tướng khác thì một tướng đỡ đòn thì các bạn có thể chơi một tướng, các cái tướng đỡ đòn bất kỳ của tất cả các hệ. Đây, các bạn có các hệ này thì nó ở mỗi hệ ấy, thì nó sẽ chia ra các tướng là tướng đều sẽ chia ra tất cả các tướng, đó là tướng đỡ đòn này, tướng phép này, tướng hỗ trợ này, thích khách này. Đó, mình không khuyên là các bạn nên chơi khích khách ở thời điểm ban đầu, nên mình sẽ chơi là hỗ trợ, phép, đỡ đòn, sát thương chính, một tướng phép khác. Đấy, thì tướng phép khác mình sẽ chơi một tướng hệ hỏa, bao gồm là quỷ cốc, hoặc là nếu các bạn có thể chơi hàng sơn phụ trợ cũng được. Đấy, nói chung là ngoài ba cái tướng cơ bản ra, thì là Hoa Gian này, Tung Sơn và Lục Phiến, thì các bạn hai tướng còn lại đó là tướng đỡ đòn hoặc là tướng phép hoặc tướng hỗ trợ nào đó thì các bạn có thể chơi bất kỳ nhé mọi người nhé. Miễn sao các bạn có tướng gì các bạn quay tướng đấy. Với con Võ Lâm Nhật Hiệp này, ở phần chiêu mộ này các bạn quay ra tướng gì các bạn chơi tướng đấy. Các bạn không cần phải đổi tài khoản để quay ra tướng xịn đâu, vì nó là ngẫu nhiên thôi. Đấy, mình cứ có bộ gì thì mình chơi bộ đấy anh em nhé. Đấy là lời khuyên của mình. Đằng nào các bạn cũng sử dụng các nguyên liệu này để có thể gọi là nâng cấp thôi. Nên các bạn có tướng gì chơi tướng đấy. Và ví dụ như các bạn quay nhiều ra được nhiều tướng gì ấy, thì các bạn cứ quay ra từng đấy cho mình. Các bạn không cần phải để ý là nó đen hay xui cái gì cả. Đó, chúng ta cứ quay ra. Bởi vì tất cả những cái tướng này này, sau này các bạn có phần truyền công nhanh này, các bạn ghép lên, nó cũng sẽ là nguyên liệu để các bạn nâng cấp cho tướng chính. Đấy, nên là có tướng nào thì ban đầu ấy, mình chỉ gợi ý cơ bản thôi, nhưng mà ba cái tướng là Lục Phiến, Hoa Gian và Tung Sơn là rất là dễ kiếm rồi, thì nên chơi ban đầu để các bạn có nguyên liệu tiến bậc. Bởi vì là đây, ví dụ mà đến cấp 100 này này, các bạn không muốn nâng cấp tiếp ấy, thì các bạn phải bắt buộc phải tiến bậc lên thì mới có thể nâng level tiếp được, không các bạn sẽ bị kẹt level. Đấy, thế nên các bạn sẽ dồn nguyên liệu vào các bạn nâng cấp. Ví dụ mình sẽ nâng cấp Tung Sơn lên level đúng không, tăng lên 4 level 140 này, sẽ cần tiến bậc này.
Đấy, bây giờ muốn tăng cấp lên lại cần tối thiểu 4 hiệp khách lên trên level 120, mà bây giờ là mình đang không có tung sơn. Mình đang không có tung sơn này. Để truyền công thì mình phải làm sao để có kiếm được mảnh nguyên liệu của tung sơn để có thể à quỷ cốc chứ, đây là quỷ cốc thì có thể nâng cấp tiếp level được. Đây mình đang bị kẹt level này đấy, anh em thấy không? Thế nên là việc nâng cấp nó rất là quan trọng luôn. Đấy, các bạn có tướng gì chơi tướng đấy, và ban đầu thì nó game này nó không quá quan trọng là việc là các bạn đừng có ép buộc là phải chơi theo những cái bộ ở trên hướng dẫn ở trên group hay fanpage, bởi vì đôi khi anh em đen ấy, các bạn không nên không ra được. Đấy, thì những cái tướng quan trọng nhất dễ có thì đây là tướng nạp đầu, là chúng ta có tung sơn này, ví dụ nạp lên 400 thì chúng ta có thêm một số tướng khác. Hoặc ra ở trong các phần nhiệm vụ thí luyện này các bạn sẽ được tặng tướng hoa gian. Đấy, hai mảnh tướng hoa gian luôn. Đấy, các bạn dùng để tiến bậc. Đây mình sẽ nâng cấp hoa gian này, chắc là đủ luôn. Đấy thì vẫn chưa đủ nguyên liệu. Đấy, các bạn phải nâng cấp lên thì mình chưa đủ. Thì đây là phần hiệp khách xây dựng đội hình tân thủ nhá. Thì mình vẫn khuyên là các bạn có lục phiến này, hoa gian, tung sơn, còn hai tướng còn lại thì tanker các bạn thể chơi thiếu lâm này, hoặc là huyền giáp quân này, hoặc là chơi bằng thiên sách phủ được, tùy cái chất tướng của bạn. Ví dụ các bạn quay ra nhiều huyền giáp quân như mình thì mình chơi huyền giáp quân làm tanker, ví dụ mình quay ra nhiều thiên sách phủ thì mình sẽ dùng thiên sách phủ làm tanker, hoặc là ra thiếu lâm cũng được. Game này thì nó sẽ có rất là nhiều event tặng tướng miễn phí. Đấy, các bạn chỉ cần tham gia thôi thì là các bạn sẽ nhận được thưởng đấy, nên là các bạn có thể yên tâm. Đấy, ví dụ rút sam này mình sẽ được tặng thiếu lâm miễn phí này anh em này. Đấy, mình sẽ sử dụng tài nguyên mình mua chẳng hạn. Rồi mình sẽ rút sam này ra. Đấy, các bạn thấy là mình sẽ quay ra được các cái nguyên liệu này. Game nó sẽ sự kiện nó sẽ ra liên tục mỗi tuần nhá. Mỗi tuần nó lại thay đổi sự kiện một lần. Nên các bạn có thể yên tâm tham gia. Đấy, rồi các bạn có thể thí luyện hiệp khách này, kiếm nguyên liệu này, rồi bày trận ra một chút. Đây, cho quỷ cốc vào. Đấy, đội hình này tiêu chuẩn đúng rồi. Cũng không phải là chưa phải là hoàn hảo nhất. Đối với bạn nào mà đua top nạp tiền nhiều thì các bạn sẽ chơi những hệ tướng nguyên, dương, âm. Còn những đội hình tân thủ cơ bản như mình, đây là đội hình dành cho những bạn tân thủ chơi ở mức gọi là không nạp, nông dân cày ấy, cày chay, hoặc là nạp ít thôi. Đấy, thì các bạn có thể sử dụng. Thì các bạn, nhưng mà mình vẫn khuyên là nếu mà các bạn chơi con game Võ Lâm Nhân Hiệp này ấy, các bạn nên nạp thẻ tuần. Đấy, chúng ta đây có thẻ tuần thẻ tháng đâu nhỉ, từ mình sẽ bấm vào phần hoạt động này. Thì các bạn sẽ có phần đặc quyền này, thì các bạn có thể kích hoạt những cái đặc quyền này lên. Các bạn nên kích hoạt vào, nó sẽ có rất nhiều ưu đãi. Đó, kích hoạt vĩnh viễn này, rồi cái này thì có thể áp canh ngày nhanh 5 lần thì kiếm được rất là nhiều cái nguyên liệu. Rồi các bạn thể nạp thẻ tuần thẻ tháng như mình. Quỹ điểm danh này thì các bạn nạp hay không cũng được, nhưng mà mình nghĩ là các bạn nên nạp vào để nó tặng cho bạn một cái tướng miễn phí, đó là đây có quà hạn giờ này đâu nhỉ, nó có tặng một cái tướng đây đây, nó sẽ tặng cho bạn một tướng âm. Nhưng mà tướng âm này thì mình nói thật là các bạn là tướng âm này để các bạn kiếm này, các bạn sẽ chỉ có vào cái cầu tiên duyên này thôi, thì nó cũng hơi chua nên mình cũng không khoái, nên mình không nạp. Đó, mình đang chơi theo hệ là gọi là nông dân, mình có nạp nhá, nhưng mà nạp vừa thôi, mình cũng không nạp quá nhiều, nên là ở mức này mình thấy đã đủ chơi rồi. Với con Võ Lâm Nhật Hiệp này nó là lâu dài đấy. Rồi một cái lưu ý tiếp theo đó là cái phần nguyên liệu ấy, thì các bạn nhớ là sử dụng các cái mảnh ghép tím này này, các bạn ghép tướng mà cũng là một cái gọi là anh em hay gọi là food ấy, tức là nguyên liệu để các bạn mồi cho tướng chính, các bạn nâng cấp tướng chính lên. Đấy, thì các bạn nâng cấp lên nhá. Rồi, nâng cấp lên. Rồi sử dụng hết các tài nguyên, và đặc biệt ấy để mà có thể chơi game này thì các bạn sẽ cần hai nguyên liệu, đó là cái nguyên liệu tiến cấp đan này này, để dùng để tiến cấp hiệp khách và đột phá đan. Cái đột phá đan nó cực kỳ quan trọng luôn. Khi mà các bạn nâng level tướng lên level cao ấy, các bạn sẽ cực kỳ thiếu cái đan đột phá này. Thì đan đột phá này thì nó sẽ có thể kiếm được thông qua rất là nhiều hoạt động trong game. Ví dụ như là các bạn đi võ đạo trường này, đây các bạn quét ra được, cắn quét ra được này. Rồi chúng ta có thể mua trong phần thương hội. Phần thương hội này cũng rất là quan trọng, các bạn mua được nguyên liệu mỗi ngày nhá. Và mình khuyên là các bạn nên 40 nguyên bản bạn mua cái lệnh hiệp khách này, rồi mua cả xúc sắc này. Đấy, xúc sắc này thì các bạn có thể đi đổ xúc sắc để kiếm nguyên liệu. Đấy, mình sẽ tạo mới này, có cái nào rẻ rẻ thì mình sẽ mua, và ưu tiên là mua mua các cái đan đột phá hoặc là đan tăng cấp nha mọi người nhá. Đấy, các bạn nên tích vào để sử dụng. Đây đan đột phá này 100 hơi đắt, không mua. Các bạn thấy nào nó rẻ hoặc là mua bằng xu thì các bạn mua cho mình. Đấy, chúng ta sẽ mua cái phần shop này rất quan trọng. Rồi shop mỗi ngày này thì các bạn thể bỏ kim văn bảo ra, đó lý do vì sao các bạn nên mua thẻ tuần thẻ tháng, vì nó sẽ cho các bạn kim văn bảo miễn phí. Mình sẽ mua đan đột phá này. Đấy, mua hết đi. Đấy, chúng ta sẽ mua nhá. Rồi còn một số cái tiệm khác thì các bạn để tích để các bạn mua các mảnh tướng. Ví dụ mình có 61.000 điểm này, mình sẽ đổi ra cái mảnh tướng như kiểu mình đang thiếu này, mình sẽ mua này.
Đó, tiệm bang hội thì các bạn để mua, ví dụ như là mình sẽ mua vé quay tướng cầu tiên duyên hoặc là quay tướng theo phe. Cái này thì tùy anh em thôi, mình sẽ qua mua bằng mình sẽ mua cái này đi. Đó, hết nguyên liệu rồi. Rồi cái này đột phá mình chưa có này. Tiệm tụ bảo chưa đủ nguyên liệu thì mình sẽ mua sau. Tức là các cái mảnh tướng thì các bạn để mua trong này để sau này nâng cấp. Đấy, các bạn thấy không? Tướng lục phiến này nó rất là dễ mua luôn. Một số con tướng dễ mua thì các bạn nên ưu tiên vào chơi và sử dụng. À, mình sẽ cầu tiên duyên thử nhá. Chúng ta sẽ cầu mình sẽ chơi quỷ cốc đi, đăng ký quỷ cốc. Đấy, tất nhiên là nó cũng ngẫu nhiên hên xui thôi. Đấy, cái này thì cũng khá là tốn. Rồi các bạn để quay tướng. Đấy. Và một cách để có điểm, nó sẽ có điểm chúc phúc, các bạn quay nhiều thì các bạn thể chọn được tướng mà mình yêu thích. Đấy, sau này nó sẽ mở ra tướng vượt ải 24/4 ấy, thì nó sẽ mở thêm các bạn có thể chúc phúc tướng âm và tướng dương. Đấy, cái này rất là quan trọng nha. Nói chung là với con game Võ Lâm Nhàn Hiệp này, mình thấy là cái quan trọng nhất đó là cái phần đan đột phá này và đan tăng cấp này, nó rất là tốn, sau này nó tốn lắm. Các bạn phải nhớ tích vào. Còn về phần nâng cấp tướng như mình đã nói thì các bạn có thể tiến bậc tướng này, rồi có phần kinh mạch cũng rất là quan trọng. Các bạn nên kích kinh mạch này sau này có lắp được cái đây mình sẽ không biết là đủ nguyên liệu không, mình sẽ tăng cấp nhá. Đấy. Đấy, các bạn tích hết vào. Nâng cấp ở ưu tiên là nâng cấp cho những cái tướng sát thương chính cho các bạn. Đây mình sẽ tăng cấp này. Kích hoạt nó có 4 mạch, 4 kinh mạch này, sau khi mà nâng cấp đủ mình sẽ đột phá này. Đột phá rồi nó sẽ mở ô này, các bạn có thể lắp các cái bộ bí kíp vào cho nhân vật của các bạn. Đây, ví dụ như là tướng lục phiến của mình sẽ thiên về sát thương, mình sẽ lắp cái bí kíp tăng tấn công vào. Đó, mình sẽ ưu tiên là những cái tướng sát thương trước nhá anh em nhá. Mình sẽ ưu tiên là tướng sát thương trước. Đây, mình sẽ tăng này, tăng nhanh này. Đấy, chúng ta sẽ kích hoạt và tăng nhanh lên. Hết nguyên liệu thì các bạn để những cái nguyên liệu kinh mạch này các bạn có thể tham gia hoạt động hàng ngày thôi. Tăng nhanh này. Rồi, đột phá tiếp. Vẫn đủ nguyên liệu anh em ạ. Khá là ngon. Rồi, lại lắp vào, chúng ta sẽ tăng tấn công. À nó hết rồi, hiện tại thì mình cũng chưa nhiều bí kíp lắm thì mình sẽ tăng phòng thủ đi. Đấy, tạm thời mình lắp tạm là như vậy. Đấy thì các bạn sẽ nâng cấp dần lên cho các cái phần kinh mạch nhá. Sau này có phần nhân duyên nữa nhưng mình chưa mở anh em, bởi vì mình chưa có tướng nào phẩm cấp trắng. Đấy, bây giờ mình sẽ phải đi kiếm nguyên liệu mình nâng cấp cái con quỷ cốc này đã. Đấy, về cơ bản là như vậy thôi. Thì phần đội hình thì mình cũng nói rồi, chúng ta sẽ cơ bản ban đầu là các bạn sẽ có lục phiến, hoa gian, tung sơn, còn hai tướng còn lại tanker thì có thể là thiếu lâm, có thể là huyền giáp quân, hoặc là một cái tướng tanker của hệ hỏa nào đó mình quên mất rồi. Đây, kim tiền bang này cũng được này. Đấy, tanker thì tùy thôi, tùy các bạn quay ra tướng nào nhiều thì các bạn chơi tướng đấy. Rồi về một rồi các bạn để chơi tướng thích khách cũng được, tùy anh em, tùy cái chiến thuật của mọi người. Tướng còn lại ấy, tướng thứ năm thì các bạn có thể chơi một tướng phép khác này, một tướng thích khách hoặc là một tướng hỗ trợ khác. Nó chủ yếu là ba tướng đầu này. Đấy, còn những tướng hệ nguyên, hệ âm dương này thì nói thật với anh em là nuôi rất là khổ. Nếu có trừ khi bạn là VIP, các bạn làm nhiều tiền thì mình không nói. Đấy, đây mình sẽ triệu hồi ra mảnh tướng này. Đấy là có nguyên liệu nâng cấp tướng rồi, đan đột phá này, nhớ sử dụng nhá. Đan tiến bậc này, đan tu vi nữa, gọi là đan tu vi. Đấy. Rồi cái phần trang bị này thì nói thêm về phần trang bị này, trang bị thì game này nó cũng chia phẩm cấp, đồ trắng, đồ xanh lá, đồ tím, đồ cam, đồ đỏ và đồ nhất cao nhất là đồ trắng nhé mọi người nhá. Thì các bạn sẽ cường hóa lên, bồi dưỡng nâng cấp lên, và mình khuyên là các bạn nên chủ yếu dùng nguyên liệu và đồ trắng ấy. Còn những cái đồ tím này thì bạn không cần phải nâng cấp quá nhiều đâu, nâng một chút thôi để làm nhiệm vụ hàng ngày, tại vì là sẽ có một cái nhiệm vụ hàng ngày là yêu cầu các bạn cường hóa trang bị thì các bạn nâng cấp lên thôi. Đây, mình sẽ bồi dưỡng một lần thôi. À, còn ưu tiên là cái đồ trắng cơ. Đồ trắng này thì mình sẽ có phần đây, đồ trắng là cái đồ như thế này, đấy, đồ trắng nhá anh em nhá. Thì các bạn sẽ lắp vào. Đấy, đồ xịn nhất rồi, đồ phẩm chất cao nhất của con game Võ Lâm Nhàn Hiệp này rồi. Rồi, về cái cơ bản là vậy thôi, thì đấy là phần cơ bản. Mình vẫn khuyên là các bạn nên nạp đầu vào này, rất là ngon, và mình cũng đã nạp đầu rồi. Rồi, nhớ tham gia các sự kiện hoạt động trong game. Đấy, các bạn sẽ nhận thưởng các cái nguyên liệu, các bạn đổi được các cái hòm. Ví dụ như là đây, được tặng thêm tướng này, ô ngon, được tặng thêm một mảnh tướng dương thì mình cứ nâng cấp lên. Đấy, rồi chúng ta sẽ có phần quà thẻ này, các bạn thể nhận thưởng miễn phí này. Rồi đổi quà bị ảnh ký lệ đây, chúng ta sẽ đổi qua đây, các bạn sẽ đổi ra, còn đổi như nào thì tùy mỗi người nhá. Đây các bạn thể đổi sao cho nó phù hợp nhất, ví dụ bạn thiếu cái gì thì đổi cái đấy, thiếu chương mộ lệnh này mình sẽ đổi đó. Game nó sự kiện nó ra hàng tuần nên các bạn yên tâm là mình khuyên không khuyên, mình khuyên các bạn là với con game Võ Lâm Nhàn Hiệp này các anh em không cần phải đổi đích nhiều đâu, các bạn chưa có gì thì chơi đấy thôi. Đây đào đó, cái được đào hoa đảo này, một tướng hệ mộc mới đấy. Đấy, điểm chúc phúc sắp đủ rồi. Thì nói chung là phải quay tướng khá là nhiều anh em ạ. Rồi đơn giản vậy thôi. Thì chúc các bạn có thể chơi con Võ Lâm Nhàn Hiệp này một cách gọi là
tối ưu nhất nhá. Các bạn có thể tham gia group cộng đồng của Võ Lâm Nhật Hiệp ở trên Facebook để các bạn có những cái bài viết hướng dẫn tân thủ chơi sao cho hợp lý nhất. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc nhé. Mọi người thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh FKB cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vây câu chơi chi, chỉ ngay đi.